Hello anh em, bây giờ thì Dụng Cụ Em Bốn sẽ quay lại cái sản phẩm. Đó là một cái bộ Clayton à, hàng Nhật Bản thì hàng này hàng xịn rồi, khỏi nói. Nó rồi có các số 19, 17, 14, 13, 12, 18. Thì xin giới thiệu lại cho anh em mới biết đến Dụng Cụ Em Bốn. Có những sản phẩm sau đây. Đây là một bộ cờ lê cao cấp. Tự động xoay 2 chiều. Đấy, của hãng Tone. Hàng xịn hết anh em. Xài là bao ngon bao cứng luôn. Thì cái này nó có cái lẫy ở đây nè, để chúng ta có bật qua bật lại để xoay 2 chiều. Và nó nghiêng một góc 15 độ. Nghiêng một góc 15 độ. Nghiêng 15 độ để chúng ta đặt xuống đây, thì khi mà đặt xuống như thế này thì ở phần này nó sẽ hở ra nè, để mình cầm á ha, cho nó dễ nè. Còn nếu như mà nó thẳng như thế này luôn thì cầm đâu được đâu, để dặn phải hở lên một chút xíu như thế này để mà có cái lực dặn ha. Hàng xịn, một dòng, một đầu dòng, một đầu miệng, tổng cộng là có 7 cây hả, 7 cây 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19. Giá của nó là 3.550.000. Mã đặt hàng là TN019. Đó. Giá chưa ship ha. Chuyển khoản là bao ship đối với đơn hàng trên 500.000 và dưới 2 kg. Rồi, giới thiệu lại với anh em một cái kéo thủ công. Kéo này bổ sung vô trong cái tủ thuốc của mình á, ở nhà nếu anh em nào có tủ thuốc ha, hoặc là mua sử dụng gì đó cũng được. Để làm gì? Để khi mà lỡ như có cái cần cắt cái này nọ ha, thì có cái cắt nè, gọn nhỏ, kéo nhỏ, nó dùng cắt nhỏ, bén rất là bén đó. Rồi cắt chỉ, nhiều khi quần áo mình nó cũng có cái may, nó cũng không có được gớt chỉ, nó không được đều hay là nó tưa ra gì đó, thì dùng cái kéo này để mà ta nhấp đó, vân vân. Nói chung là kéo thủ công ha. Thép là thép kháng rỉ, không rỉ, stainless đó, nó xíu xíu thôi. Chiều dài chỉ có 90 mm thôi, tức là 9 phân anet ha. Giá là 230.000. AN018. AN018 giá là 230.000 ha, giá chưa ship. Rồi. Mũi dò. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai mũi dò TR01 và TR02. TR02 thì mới về. Thì cái mũi dò này á, là khi mà chúng ta khoan cái lỗ á, ví dụ như bây giờ khoan 8 ly mà cái lỗ 8 ly nhưng mà đút vô không vừa, thì bây giờ khoan dĩ nhiên là sẽ không khoan được nữa, khó khoan. Thà là ngay từ đầu là chúng ta khoan cái lỗ là bao nhiêu ly thì xác định bao nhiêu ly, nhưng mà khi mà khoan rồi thì khoan lại cái bự, lỗ bự hơn thì khó khoan, thì ta sẽ dùng cái mũi này đó. Dùng này để chúng ta do nó ha, do cho nó rộng ra tí xíu, cho nó rộng ra tí xíu, và đồng thời nó cũng cạo cái ba vía xung quanh cái lỗ đó, ứng dụng trong sắt, thép và gỗ luôn. Engineer. Có khi mình làm cái gì đó ha, mình khoan cái là nó không vừa cái lỗ, mình phải dùng cái này. Cái này nó cỡ từ 4 đến 16 ly. TR02 ha, hàng chuẩn xịn luôn. 270.000. Mã đặt hàng là EN3702. Đó, nhỏ nhất là 4 ly này, ngay trên cái đầu này. Tới đây là 16 ly. Còn cái này là EN3701, 225.000, từ 3 đến 12 ly. Rồi. Một cái bào cạnh, hôm rồi thì anh em chốt hết hàng thì hôm nay mình về tiếp cái bào cạnh. Bào cốc. Nè, anh em thấy nó sẽ diễn tả là trên hình ảnh, là anh ta thấy là biết rồi. Ví dụ như những cái là mộc mà nó uốn cong như thế này, thì cái này dùng để gọt lại cho nó đẹp ha,
hoặc là mình muốn muốn khuyết sâu hơn tí xíu nữa thì dùng cái bào này gọt từ 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 đó. Ứng dụng của nó là vậy. Hàng Nhật được gia công ở Taiwan. Đó. Cái bào cóc này bảo đảm không có bào nào made in Japan đâu. Taiwan hết. 175.000 cho cái này. TH001. Bào cóc anh em. Cái bào này thì mình đã giới thiệu chắc cũng 4 lần rồi quá. 3 4 lần gì rồi. Khỏi gỡ ra ha. Thì nó như vậy nè. Đấy. Cái bề ngang của cái lưỡi này thì nó được là nó để đây là 0.1 đến 0.3 ly là cái chiều sâu xuống bề ngang lưỡi để lấy thước đo cho chắc ăn. Hai mươi tám ly anh em, bề ngang lưỡi là 28 ly ha. Mã đặt hàng TH001 175.000. Rồi thì đây tới Tết là chắc cũng không có cái gì hàng gì mới nhiều đâu, bởi vì đây tới Tết cũng cận Tết thì anh em thường là sẽ dành tiền mua đồ, mua đạt, mua gì đó. Chỉ có chung là chỉ có số lượng anh em mua đồ nghề thì chắc là đây tới Tết cũng rất là ít, cho nên là dùng của 24 chắc cũng đây tới Tết cũng không có cái gì mới, vẫn là những cái sản phẩm của có bán tại cửa hàng cũng như là trên cái website dùng của 24.vn, website này ha. Rồi thì đây là một cái vỉ vít mới về. À, cái này là cái mã model của nó là ACMH9-E. Đấy. Thì cái này nó dường như là đầy đủ cho mình sử dụng trong công việc luôn. Lục giác có nè. Lục giác. Đó. Lục giác thì nó có từ 3 4 5 6 ha. Lục giác 3 4 5 6. Rồi chúng ta sẽ có mũi BH1, BH2, mũi BH2 một đầu, mũi BH3 hai đầu, rồi mũi trừ 6 trừ 5 đó, hai đầu, và một cái nối dài 100 mm. Nói chung là cái này là có những cái nó bán rời bên ngoài mình có bán đó, nó chỉ là gom lại một bộ thôi. Thì anh em nào muốn mua nguyên bộ thì mua, còn lẻ nó cũng có bán lẻ luôn. Cái chiều dài của cái cây này á, mỗi cái mũi vít này thì là nó 65 ly. 265 ly chuẩn đuôi dài nha anh em, chuẩn 13 ly. Chuẩn 13 ly. Hàng xịn luôn, nhìn làm rất là bắt mắt, rất đẹp. Thì cái bộ này á, giá của nó là 558 ngàn. 558 ngàn. Đây. Mã đặt hàng là ACMH. ACMH9. Đó. MH9 tức là cái này nó chín chi tiết 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, chín chi tiết, chín cái mũ này. Này là cái mũ nối dài của cái này ra. Nối dài đây nè. Cái này thì là dùng để mà dắt lên thắt lưng cái này. Khi người ta xài người ta dắt lên thắt lưng. Gẹp lại. Muốn xài mũi nào người ta rút ra là xài thôi. Làm màu quá đẹp luôn anh em. Cái màu này nó dùng để nó phân biệt thôi, để mà anh em nhìn vô cái màu thì người ta rút ra nó dễ dàng. Rồi 558.000 cho cái bộ này đó. Rồi mình sẽ giới thiệu với anh em cái bộ cái tua vít lùng tự động luôn. Thì mình giới thiệu vít lùng này mục đích là mình sẽ kèm combo đó. Nếu anh em muốn muốn nó giá nó chi phí hợp lý hơn thì chúng ta mua combo nó sẽ rẻ hơn. Đây, tua vít tự động xoay hai chiều vít lùng. Thì anh em hỏi là cái này dạng cứng được không? Dạng cứng rất là ngon lành luôn nha anh em, nó giống như cái này. Giống như một chiếc cờ lê ha, giống như một chiếc cờ lê, dạng vít thoải mái. Lưới là chúng ta dạng vít. Đó. Cứng thoải mái luôn. Hàng xịn mà, đâu có sợ lửa. Hai đầu, đầu cộng và đầu trừ. Cái phần này không phải bằng nhựa nha, cái phần này là bằng kim loại. Thì cái phần này cũng là anh em cũng hay quan tâm lắm, quan tâm cái chỗ này nó bằng nhựa hay bằng kim loại, thì nó bằng kim loại. Cái vít lục này là 315.000, 315.000. Mã đặt hàng của nó là AN0311, 315.000 đấy. Còn
Còn anh em muốn mua combo á, thì anh em cứ nhắn là combo 306D. Combo 306D là sẽ gồm có là một cái bít lùng này và một cái vỉ này. Tại sao mình sẽ ép ghép chung như thế này? Bởi vì khi mà anh em xài á, thì đây chúng ta sẽ được có những cái mũi vít này và gắn vô trong cái này luôn đó, thấy không? Rất là hợp lý cho mình dùng dặn lục giác này, mũi vít B2 B1 cầm rất là tiện ha. Cái này nó làm to ra như thế này á, tại sao nó không làm thon mà làm to to ra nè, nó sẽ có cái bàn tay mình nè, nó sẽ có lực dặn hơn nhiều, rất là nhiều đó. Cho nên làm cái này lúc nào cũng u ra một cục như thế này. Thì khi mà anh em mua cái combo này đấy, combo này thì sẽ là giá là 800.000, 800.000 rồi có một cái tủ vít này và một cái mũi này và một cái vỉ này ha. Thì hai cái vỉ này cộng lại là nó giá của nó hiện tại là coi 873.000. Thì anh em mua, nếu mà mua combo á, combo gồm có một cái bít lùng và cái này thì chúng ta sẽ được là tính với giá 800.000 thôi ha, 800.000 combo 306D. Lưu ý là nhắn combo 306D nha. Còn nếu mà anh em nhắn cái mã này không, A0311, hoặc là anh em nhắn cái 306D không, thì mình tưởng là chỉ có cái mũi vít này không ha, chỉ có cái vít này không, nhắn thêm cái chữ combo. Rồi, đó là cái combo này. Và chúng ta sẽ có thêm một cái combo nữa. Đó là cái combo rồi có một cái vỉ lục giác dài. Vỉ lục giác này là 2, 3, 4, 5, 6 ly. Đây là cái size mà chúng ta sử dụng nhiều nhất nè. Đó. Nó chiều dài của nó tới 150 mm lận. Độ cứng tới 62 lận anh em ơi. 60, 61, 62 gì đấy. Rất là cứng. Thì cái vỉ này giá của nó là 540.000. AN026 540 ha, 540. Thì khi anh em mua cái combo này với cái cần này giá 290.000, AN0401 mua lẻ 290.000. Cần này là cần xịn đó. Hạn chế bị rỉ sét rất là nhiều, nó đã làm một cái lớp đây rất là dày, anh em yên tâm xài đó. Nhìn rất là chắc chắn luôn. Thì đây nó sẽ cho mình cái mũi B2 này sẵn rồi. Đấy. Thì bây giờ mua cái combo này chúng ta dặn như thế này nè. Đó. Dặn ha. Dặn cứng bao cứng luôn. Như thế này mà dặn ra nè. Hai chiều. Rồi, thì cái combo này là giá 540 với 290 ngàn là chúng ta cộng hai cái này lại là bao nhiêu ta? Bao nhiêu? 300 ngàn, 830 ngàn. Combo này là nó sẽ hai cái này nó 830. Thì khi mà anh em mua cái này, giá của cái bộ này chỉ còn có là 750. Ha, 830 chúng ta mua nguyên combo này, cặp này đó thì chúng ta được 750. Tức là chúng ta sẽ tiết kiệm tới 80 ngàn cho cái combo này. Thì cái combo này anh em nhắn cái combo là 525, 525 ha, 525 thì chúng ta sẽ mua combo này với giá 800.000, giá chưa có ship, chưa biết vận chuyển nha. Còn đây là cái cán tua vít rời tự động, đây là một cái loại rất là đặc biệt, nó tới 72 răng. Hiện tại mà tua vít 72 răng là maximum rồi, xịn nhất rồi, càng nhiều răng là càng xịn. Cái cây này giá 405.000, cái cán không như thế này, xoay hai chiều và có thể đứng yên một chỗ nha. Đây nè, chỗ này nè. Đó, lắc qua lắc lại. Này là đứng yên một chỗ nè, gặp qua đây là xoay hai chiều nè. Giá của nó là 405. AN0363, 405.000, giá chưa có phí vận chuyển luôn. Một cái tô vít dẹp gỗ tốp hàng xịn cao cấp. Đâu rồi, giá của nó đâu rồi? 285.000 một cây, có tí tẹo tẹo. TB008 285.000. Vít này là cái miệng ngang của nó là 18 ly và cái phần này nó chỉ 45 ly thôi. Dùng để dặn những con ốc ở trong cái vòi
vòi nước nè, hoặc là trong những cái máy, cái nắp thang của mình đó, hoặc là trong cái bình ắc quy. Rồi, đó là những cái sản phẩm của dụng cụ 24 giới thiệu với anh em sơ lược lại ha. Chung là những cái này là có bán tại website dụng cụ 24.vn, còn lại là những cái nào mới thì hiện tại chắc mình chưa có cái nào mới hết. Đó, bao nhiêu đó rồi đó. Đây này, những anh em nào đã theo dõi kênh từ đó giờ thì chắc cũng biết rồi, không chưa có gì mới hết. Hey, rất cảm ơn em đã dành thời gian để xem video nha. Chào anh em.